Sau 15 ngày diễn ra trại sáng tác văn học với chủ đề Lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng năm 2022 do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã bế mạc. Có 16 tác phẩm ra đời với nhiều thể loại như tiểu thuyết, trường ca, bút ký và truyện ngắn, nghiên cứu phê bình văn học. Các tác giả đã sáng tác phong cách đặc trưng vùng miền khác nhau về hình tượng người lính, về chiến tranh, những câu chuyện mang dấu ấn tình quân dân, thấm đượm hơi thở của sông nước Cửu Long. Sau khi bế mạc trại, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân sẽ xuất bản và phát hành những tác phẩm trên.